tầm gì thành thành quả ngày hôm nay đó là được bao nhiêu đó đó, chắc hơn 2 kg à. Ừ. Đó, anh em mình về luôn các bạn. Một hũ rồi đó. Như đây là làm được một hũ rượu nho rồi. Nho đặc sản của Hưng Yên mình. Này đâu nè. Đó còn một thùng quảng thôi hả? Đẹp hết rồi kìa. Đó thì có một đây. Cái này rõ quá mà. Đợi đó, không coi có phải dài không? Không phải đâu hả? U chú ca ơi. Có dài kìa. Nội hồi nãy đi chơi nè, nội rồi. Ai đánh bệnh. Quá trời hả? Bao nhiêu không? Đi vào gần cục. Nó bán trong được 2 xị rồi đó. Bữa nay kia nó bán ra có còn cái không? 2 xị đó mọi người. Thôi không lấy trời, chơi kìa. Đâu? Còn hả? Bước như mình leo lên 2, 2 đỡ rồi, bỏ đi hết trơn. Còn bữa nay đi chơi tàn gam rồi. Ở thành thành hướng đi vô trò thôi. Ồ, quá đã. Được cái không? Đó 300 gram. Đó rồi. Nè mọi người à? Rất là đẹp luôn. Xanh hết luôn. Rất là ngon luôn chưa? Xanh lắm. Già hết rồi đó. Già rồi. Thấy thuốc được không? Ờ cái đó. Này. Này cũng mấy ký rồi bạn ơi. Ừ. Quả đã. Thấy hả? Còn lúc đi ngậm còn không? Còn. Xanh không à? Không có chín nữa nha. Hai hết. Xuống được đâu anh ba? Không xuống được đâu. Khỏi đi. À. Cái cài cho lên kia cái xác kia. Ăn luôn. Ủa, không được 3 kg rồi đó, 2 kg đó. Đi qua đây. Chắc rồi đó. Tháng này cho mấy người. Đây là cành cành cảnh nó hái nhau rừng các bạn. Đó, hai cầu thủ à đi hái nhau rừng. Hồi chừng gãy cành á. Cây yếu lắm á. Cây yếu gì? Cây đó cây chè chà răng rồi dễ chè ra. Ừ. Hả? Thấy thấy đúng. Từ 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 rồi. Ủa rồi. Thôi để chậm 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 đi. Anh ăn nghe. Đắt cái bật cái rồi luôn. Đu. Nè. U quá đã. Ăn ăn ăn. Quá đã quá đã quá đã. Cái này là dầm ngon rồi nè. Hả? Trời ơi, nhất luôn quá. Xuất sắc luôn á. Quá đẹp. Ủa, ô. Hả? Ô. Này sao được bỏ mũ đó. Nó chín lên tới độ luôn kìa. Từ đi con mũ đó. Giờ thay ra đây đẹp nè. Chắc là mấy chùa khóc cũng chín hết rồi gì con. Cái sao nãy anh Tấn ra đây về chỗ nào anh Tấn ra còn xanh lắm. Ờ đúng rồi á. Chia ra cái dây kia ra, dây kia nè. Bọc phô, bọc đây bọc trùm phô phô mai hả? Không phải. Giống như bọc phô mai mà. Nó gặt hái được được một chút đỉnh rồi. Gần ký rồi đó. Tôi hái hơi chùm bự nữa mà. Đồ mấy chùm này chín khô quá chứ mà. Không còn còn nhiều dây nữa mà phải một dây ở đâu. Hái những chùm nho rừng nó phải trèo lên tuốt lên đọt. Nó có kỹ thuật rồi hứa được. Đây, nó đụng thấy đen rất là. Anh phản ánh sáng quá. Ôi, mà anh hái khô luôn rồi.
chín khô hết rồi, mới bữa tới còn xanh mà bữa nay chín lẹ ta. À, giờ là bên kia chín hết rồi. Đây chín vịnh đài luôn nè. Nhớ rừng á các bạn. Dạ là do mưa nó chín sớm đúng không? À. Hôm nay mưa, hôm nay chín nè. Mình không nghĩ là chín sớm vậy, mình nghĩ là nó chưa chín đâu. Chứ không là mình hái bữa giờ rồi. Bữa thấy còn xanh mà. Chơi được bữa hai bữa. Con miếng giá không nổi là không? Chỉ nhừ nè. Nhà siêu phân. Kìa kìa bên kia cũng có mấy đầm nhỏ à. Vậy đó. Để mình chưa đạt được. Nở cầu quá. Không cắm, không đi lên mất đi. Mất thì không có đủ ngủ luôn. Đủ này nó một hộ bự rồi. Giờ thì cháu làm hũ đó. Mưa thì không thấy nó mối nha. Trời gì mà nó mối vậy ông? Mưa hả mấy em? Không, mưa không là sao có nói. Mưa mà kết hợp trời hầm. Ngày có hầm nè. Ừ. Trời mà không đứng gió luôn á. Mình trời nắng mà thở không nổi á. Thì lúc đó nó mối mới mọc nhiều. Đặt qua tháng nó bằng